chỉ cần tu tuệ. Thí dụ như phát sinh lên 8, 9 hoặc 10 hay 16 cái tuệ Vipassana, thì như vậy có sự tương phản mâu thuẫn nào với nhau trong những cái phương pháp tu tập này? Nếu như căn cứ những phương pháp trên thì pháp nào cũng đưa đến giác ngộ giải thoát, cũng như lời Đức Phật ngài thí dụ nắm lá cây, là những pháp nào đưa đến giác ngộ niết bàn, Như Lai mới giảng thuyết, những pháp nào không đưa đến giác ngộ chính trí niết bàn, Như Lai không thuyết. Thế thì có rất nhiều phương pháp, chứ không phải chỉ tứ niệm xứ mà gọi là ekajanomko là con đường duy nhất. Đó là những cách mà gần đây chúng tôi rất phân khó giải quyết cho thỏa mãn chư Phật tử với những sự nghi ngờ do dự kể trên. Kính mong Đại Đức từ bi chỉ dạy dùm cái điểm thắc mắc trên. Xin Đại Đức từ bi chỉ giáo. Cái điều mà trước tiên là giải về cái chữ Ekayano yang bitame makho này nè. Thì đây là một cái câu đầu của một cái bài tứ niệm xứ để nói về tứ niệm xứ thôi, nghĩa là tất cả những bậc thánh chứ không còn con đường nào khác nữa, không còn con đường nào khác nữa. Cho nên do đó mà Đức Phật là Ekayano yang bitame, đây là một con đường duy nhất, con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ. Cái như vậy thì cái duy nhất này nó là cái để chi? Nó trong cái đoạn đầu của cái bài kinh này nó Ekayano yang bitame makho sakkanang bodhisattiya so kapitewanang patakami samatikamaya dukkha domanasanang athangamaya jnanasa athikamaya nipanasa sakkitriyana jadidang chattaro sutipatthana. Có nghĩa là này chư tỳ kheo, đây là một con đường duy nhất mà chặt chẳng đã chơi nghe tất cả chúng sanh đây, là có nghĩa rằng từ chư Phật, chư Phật là chư độc giác Phật hay là thinh văn Phật nữa đó, được sự trong sạch và sự thanh tịnh trong sạch của thiền viện não, và diệt những cái sự mà sầu não và làm dập tắt những cái sự đa khổ thân khổ tâm, và chứng ngộ đạo thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn pháp, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ngoài cái niệm thân mà niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp ra nó thì không còn con đường nào khác mà để mà đưa đến cái sự mà chứng ngộ đạo quả niết bàn, nói một cách pháp được như vậy đó. Mà có tứ niệm xứ này cũng chỉ có khi mà Đức Phật, khi mà thành Phật rồi đó thì Đức Phật mới dạy tứ niệm xứ. Đó là cái theo cái bài kinh mà Mahasatipatthana Sutta tứ niệm xứ. Tôi hỏi rằng cái này nó gọi là một con đường, đường này là nghĩa gì? Là con tứ niệm xứ này mặc dù niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm niệm pháp thì nó cũng đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Nó cùng niệm thân cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, niệm thọ cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, niệm tâm cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, mà niệm pháp cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn. Cho nên vì nó là đó là một con đường duy nhất. Là Đức Phật thuyết ở trong Kuru. Chứ niệm xứ này tất cả nó có 21 pháp. Là niệm thân nó có 14 pháp. Thứ nhất là niệm về hơi thở. Thứ hai nữa là niệm về tứ quan duy. Thứ ba nữa là niệm về những cái quan duy nhỏ. Thứ tư nữa là niệm về 32 chữ trược. Thứ năm nữa là niệm về tứ đại. Và chín cái còn lại đó là niệm về tứ thi. Thì đó là 14 cái đề mục ở trong phần niệm thân. Qua cái phần niệm niệm thọ đó thì nó có một đề mục, nhưng mà nó chia làm chín phần. Nghĩa là cái thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Rồi trong nó cái thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc nó có cái thì nó hợp với ngũ trần, có con
ba cái nó hợp ngũ trần, ba cái nó không hợp ngũ trần. Cho nên tóm lại nó có 9 cái. Còn về niệm tâm đó, cái một phần, nhưng mà trong nó có chia ra làm 6, 16 cái loại tâm. Nên là tâm tham, tâm không tham, tâm sân, tâm không sân, tâm si, tâm không si, tâm phóng tâm, tâm định tâm gì nữa. Còn mình có 16 cả. Mà còn về một cái phần mà niệm pháp đó, thì nó có 5 phần. Cái đầu nó là niệm về 5 cái pháp chín ngày, Niwarana. Rồi sau cái thứ hai nữa là khánh tháng, nữa là niệm ngũ uẩn. Thứ ba ngày cho ta nói là niệm về cái 12 cái xứ đó. Rồi thứ tư là niệm về cái 7 cái pháp, tức là thức chấp chi. Mà thứ năm đó là niệm về sạch chạc, nghĩa là 4 cái pháp, nghĩa là tứ thánh đế, nghĩa là khổ, tập diệt đạo đó nó. Thì trong cái tứ niệm xứ nó có tất cả là 21 chỉ đề mục chính vậy nó, cái phần chính vậy nó. Thì Đại Đức Giác Chánh nêu ra là trong cái lần đầu tiên mà Đức Phật mà thuyết pháp đó, thì thuyết pháp về Thamma-chakkappavattana sutta thì nói về tứ thánh đế. Thì nói thì tứ thánh đế đó, thì nó là một trong 5 pháp của phần niệm pháp. Như vậy thì nó đâu có ngoài tứ niệm xứ. Cái Thamma-chakkappavattana sutta nên á thì Đức Phật thuyết về tứ thánh đế, nó là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Mà trong cái hai ngay cái đề mục đó thì nó cũng nằm ở trong cái phần mà niệm pháp. Cho nên không có cái pháp nào mà cái vị mà chứng đắc đạo quả niết bàn mà ngoài tứ niệm xứ ra không có. Có khi Đức Phật thiết một cái tấm tắc hoặc là khai triển mà thôi, chứ còn không thấy ngoài cái tứ niệm xứ ra mà có thể chứng ngộ đạo quả niết bàn được không. Đức Phật xác nhận là Ekayanoyam Bhikkhave, đây là con đường duy nhất. Đây là con đường duy nhất là vậy đó, nghĩa là ngoài cái tứ niệm xứ ra thì không có con đường nào khác để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Đó là giải về cái phần Ekayanoyam Bhikkhave mất rồi, con đường duy nhất đó. Rồi nói qua vấn đề mà pháp Thamma-chakkappavattana sutta nên đó, thì nó nằm ở đó. Rồi Đại Đức hỏi về vấn đề thứ hai là vấn đề mà viết thức chết là muốn so sánh với cái những cái phương pháp Đức Phật ngài giải về tứ diệu đế, bát chánh đạo cho tới tứ niệm xứ, xem như là một loạt về những cái câu của Đức Phật, rồi so sánh với 7 cái pháp thanh tịnh. 7 pháp thanh tịnh này kinh bài Đại Đức từ cái bài kinh Cảm Giác ngài Sariputta rồi ngài của Thác Vô Sắc dưới cái bộ Vi Xuất Thiên Mắt. Như vậy giữa cái 7 pháp thanh tịnh này đối một loạt những cái pháp Đức Phật đề cập đến, có phải là hai đạo lộ hay không? Em hỏi như vậy. Ví dụ như trong cái pháp mà tứ thánh đế đó, thì nó có những cái đạo đế đó. Cái đạo đế là trong đó là bát chánh đạo đó. Thì trong bát chánh đạo nó nè là cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm mà chánh định đó. Thì trong đó là cái giới định tuệ rồi. Vì cái chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tuệ, còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới, còn với chánh tinh tấn, chánh niệm mà chánh định nó thuộc về định, nên giới định tuệ. Có những sự tương quan giữa tứ thánh đế và bảy pháp thanh tịnh. Chứ bảy pháp thanh tịnh này là một cái phương pháp tiến hành theo từng từ, mà ngài Puttakosa nó dựa trên cái bài kinh Sa Thất Sụn đó nè, nói về vấn đề mà bảy pháp thanh tịnh này, để thứ nhất nó là thiết thị với sự thí, nghĩa là giới thanh tịnh, là chỉ cần với sự thí, nghĩa là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh có nghĩa là đúng đó, là thiết thị với sự thí, nghĩa là gọi là tri kiến thanh tịnh, Makka Nyanatasana Vinh Thí, nghĩa là đạo phi đạo thanh tịnh, nghĩa là biết rõ đây là cái con đường mà giải thoát, là đây là con đường, không phải là con đường giải thoát. Là Patipatthana Nyanatasana Vinh Thí, nghĩa là đây là một pháp hành để đưa đến chỗ tri kiến thật. Là Nyanatasana Vinh Thí, nghĩa là đây là tri kiến thanh tịnh. Đây là cái 7 cái pháp này. Ngài Bố Thích Phô Tả này mê dạy để có sự tiến hành theo tuần tự từ giới, khi giới trong sạch rồi pháp qua trình, nghĩa là cái tâm trong sạch, từ sự tâm trong sạch rồi mới tới tuệ. Thì cái tuệ trong này nó chia làm 5 phần,
năm phần đó là từ cái thiết trì xuất thiết, nghĩa là từ cái tri kiến thanh tịnh cho đến nhà nó phát thanh á tri xuất thiết, nghĩa là tri kiến thanh tịnh pháp hành chỉ chàng ra. Thì năm cái pháp này là năm cái thanh tịnh này nó thuộc về tuệ. Thì tiến hành theo tuần tự là giới tịnh tuệ, chứ không có gì hết. Lần đầu tiên Đức Phật là không có thuyết về cái này, là vì cái này, vì Đức Phật biết rõ căn cơ của cao quý ngài mà cô đánh nhắc. Và thứ hai nữa là tất cả những chư Phật đó, trong quá khứ đó, thì cũng bắt đầu cũng là tham chặt và tham sự Phật. Cũng bắt đầu vì cái đạo của bốn cái pháp này nó cứ như là một cái căn bản của Phật giáo, như là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế này nó cứ như là cái pháp căn bản nên Đức Phật thuyết gì hết. Rồi cái có những sự tương quan như thế này, ví dụ như trong cái pháp hành mà về bảy cái pháp thanh tịnh á thì hành giới cho trong sạch. Phải giới trong sạch rồi đó, thì khi mà hành tịnh thì tịnh nó mới có mới phát sanh được, thì tịnh mới có trong sạch. Thì cái thương tịnh trong sạch rồi đó thì mới tiến qua tuệ. Tuệ này là bắt đầu từ mấy là từ thường tuệ đó. Cái này là nó đã cái phần giới là phần định, nhưng định này thuộc về thường định, nhưng mà qua tăng bắt đầu từ cái thiết kỳ với thủ thiết, nghĩa là tri kiến thanh tịnh nó thuộc về thường tuệ. Thì tri kiến thanh tịnh này có nghĩa rằng thấy rõ cái phân biệt rõ đây là danh pháp, đây là sắc pháp, không phải là người, không phải là vật, không phải là chúng sanh, không phải là đàn ông, không phải đàn bà. Thấy như vậy mới gọi là tri kiến thanh tịnh. Chứ còn mình nhìn thấy mình biết đây là đàn ông hay đây là đàn bà, đây là cái vật này vật khác thì không phải. Nó là khi thấy mà đây là danh pháp, đây là sắc pháp, ngoài danh pháp sắc pháp ra là không có còn gì khác nữa. Đó là bắt đầu cái là tri kiến thanh tịnh là vậy đó. Thì tri kiến thanh tịnh này nó khi mà nó có tri kiến thanh tịnh ấy, thì ít ra người đó phải có một cái tuệ đầu tiên là Namarupa Padisetayana, nghĩa là trí tuệ phân biệt được rõ đây là danh pháp, đây là sắc pháp, nghĩa là không có phải người, không phải vật, không phải là đàn ông, không phải đàn bà, không có gì hết. Nó là chỉ mà hai phần đó là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Thì từ cái chỗ mà biết rõ là danh pháp sắc pháp thì cái tuần tự của biết rõ danh pháp sắc pháp đó, thì biết rõ danh pháp sắc pháp là khổ. Vì nó sắc pháp là khổ. Thì khổ thì nó nằm ở trong vấn đề mà khổ thánh đế, ở trong cái tứ thánh đế. Rồi mới tiến dần đến cái chia căn khảo của chúng ta với tự thi. Thanh tịnh mà đoạn sự nghi ngờ đó, thì nghĩa là diệt sự nghi ngờ rồi, thì không còn nghi ngờ nữa. Thì muốn diệt được nghi ngờ này đó, mà để cho thanh tịnh á, hành giả á tiến hành đến một cái tuệ thứ hai, đó là Nama Rupa Padisetayana, nghĩa là biết rằng, phân biệt rằng cái danh này nó phát, cái sắc này nó phát sinh lên nó do cái nhân nào, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Thì không còn nghi ngờ gì nữa hết á, không còn nghi ngờ rằng một cái này là nó do một ai tạo ra, là do một người nào tạo ra, không có. Nhưng mà nó một cái danh phát sanh đây nó đòi hỏi và có một cái nguyên nhân, cái sắc nó phát sanh đây nó đòi hỏi có một cái nguyên nhân, nên chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mới khi mà không còn nghi ngờ rồi đó thì nó mới đạt được một cái thanh tịnh, đó là căn khảo của chúng ta với sự thi, nghĩa là đạt đến cái thanh tịnh là không diệt sự nghi, đoàn tuyệt sự nghi ngờ. Nên mỗi cái nó đều có sự liên hệ nhau. Khi mà nói đến cái thanh tịnh này, nó phải có từ đâu? Nó có từ một cái trí tuệ mà phân biệt, biết rõ được danh pháp, danh này nó phát sanh lên do cái nguyên nhân nào, nó phát sanh lên. Cái sắc này phát sanh lên do cái nguyên nhân nào phát sanh lên. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thì mới đoạn tuyệt được cái sự nghi ngờ đó. Rồi đến cái giai đoạn 4 là cái thứ tư, là mắt ta nhà na sa tăng đa vị thí. Nghĩa là biết rằng, biết rõ đây là một cung đường, đây là một cái pháp hành mà để chứng ngộ Niết Bàn. Còn con đường này là không phải là đưa đến cái đạo quả Niết Bàn. Muốn như đạt đến cái thanh tịnh như vậy đó, thì hành giả phải qua một tiến trình, nghĩa là tiến hành thiền tuệ đến
một cái tuệ gọi là nha gọi là samasamaya, nghĩa là thấy rõ rằng danh sắc này nó có diệt. Nếu nó sanh lên rồi rồi nó sẽ diệt đi, nó không có còn tồn tại. Thì đó là cũng chưa có hẳn, nhưng mà phải tiến hành đến một tiến một bậc nữa, một cái trí tuệ đến bậc nữa, nghĩa là uttiyapayayana, nghĩa là cái thấy rõ ngay trong hiện tại này, thấy dần thấy rõ là trong cái sự sanh diệt của danh sắc ngay trong hiện tại thôi. Khi mình đang làm việc này thì mình thấy sự sanh diệt như vậy đó. Nó còn phải trải qua hai giai đoạn nữa. Bây giờ thứ nhất đó, nếu mà trong khi đó thì nó có những cái trường hợp mà xảy ra đối với người mà mới hành á, thì nó có gặp vipassana và kilesa. Vipassana và kilesa nghĩa là cái phiền não mà nó phát sinh do pháp hành thiền tuệ. Rồi đến khi mà diệt được cái vipassana và kilesa nghĩa là cái phiền não mà phát sinh do cái thiền tuệ, thì bây giờ đến lúc này cũng vẫn còn cái phiền não cũng có thể phát sanh được. Nó có 10 cái pháp mà pháp cái phiền não mà để quấy nhiễu đó, cho nên gì hành giả phân biệt được đây là cái pháp hành, đây là một con đường không phải là đi đến nước bạn, là vì có còn phiền não quấy nhiễu. Còn những con đường mà không còn cái một cái trong cái 10 pháp cái phiền não đó, thì là không còn nữa, thì khi đó thì đây rồi họ biết rõ là đây là một con đường để tiến lên đạo quả nước bạn, thì gọi là makkha nyanatasana, thì là đây là đạo phi đạo thanh tịnh, nghĩa là biết đây con đường mà đạt đến nước bạn, con đường không hề đoạn trần, thì cái chỗ này là phải diệt khỏi những cái phiền não mà phát sinh từ cái thiền định. Mà thực ra trong cái thiền định này nó phát ra, cái phiền não này nó phát sinh do thiền tuệ. Cái phiền não này nó thực ra nó chỉ cản trở với đạo quả niết bàn mà thôi, chứ còn không có cản trở về cái tái sanh làm người làm trời. Còn cái không khác với cái phiền não mà phát sanh do những cái ngũ dục hay là các những cái trần nó khác nhau, nó cái đặc biệt khác nhau vậy đó. Thì cái phân biệt như vậy thì nó tới cái giai đoạn mà đạo phi đạo và thanh tịnh. Rồi qua cái giai đoạn này rồi cái tới như là thân cái da, nghĩa là thấy cái sự diệt của danh sắc. Rồi thay cái da, nghĩa là thấy cái sự kinh sợ của danh sắc. Là thi nó quay da, nghĩa là thấy cái sự tai hòa, nghĩa là sự hòa của danh sắc. Rồi tới cái đoạn mà biết cái thai da, thấy là cái mưu ta thành chán nản rồi mới muốn giải thoát, nên là muốn chí tụ cam mắc cái tai da, là muốn bây giờ mới tìm một con đường để mà giải thoát. Và thì sẵn khả rút bài thai da, con đường này tìm ở trong cái ba cái pháp, cái vô thường khổ vô ngã đó, nó mỗi cái nó có nhiều, nó có tất cả, là ví dụ như vô thường thì nó có 10 pháp, khổ thì có 25 pháp, còn vô ngã nó có 5 pháp. Tôi mới tìm một cái tâm như đó để mà dạy, mà để mà đi giải thoát. Và thì bà ta nhà đã thành ra sự gì đến cái giai đoạn mà sẵn khảo được về sẵn dài, là biết rằng mình nữa mà còn mang với cái thân này nó thì không có giải thoát được. Biết rằng như vậy đó thì tâm mới dừng đó. Thì cái trí tuệ như vậy đó thì đạt đến một cái thanh tịnh gọi là patipatthana nattana visuddhi, nghĩa là tri kiến hành thanh tịnh, nghĩa là hành thanh tịnh. Với mỗi một cái thanh tịnh này đó, nó phải trải qua bao nhiêu cái trí tuệ vậy đó. Đến cái thanh tịnh thứ 7 đó là nha nó thanh nó tu thí đó, thì nó phải trải qua ba cái trí tuệ khác, đó là kottarapuja, là cái trí tuệ mà để vượt cái phàm để qua thánh, là bhakkhaya, nghĩa là thánh đạo tuệ, và phalaya nghĩa là quả đạo tuệ. Thì vậy thì mới đạt được cái nha nó thanh nó tu thí, nghĩa là gọi là tri kiến thanh tịnh. Khi mà đạt đến những cái này rồi đó, thì trong cái khi mà hành giả hành như vậy đó, là đến cái giai đoạn đó là để thấy cái gì, là thấy tứ thanh đế. Ví dụ như từ cái giai đoạn đầu, bây giờ trong bắt đầu từ nam ma rupa vi chế đây ra đó, thì phân biệt rõ danh sắc
danh thì không phải sắc, sắc không phải danh, mà danh này không phải là người tí đòn, là biết rõ cái khổ. Mà đó là một cái khổ thanh đế. Rồi khi mà cái khổ thanh đế rồi, trong khi đó nó thấy cái khổ rồi, thì cái tâm tha mái nó không sanh. Thì tha mái nó chỉ thích ở cái vui thôi, nó không thích cái khổ. Thì sẽ không sanh nữa, thì mới diệt được cái tâm tha mái. Mà diệt bằng cách là, tức là thân cấp bà hả, nó là diệt từng thời. Rồi mới cho đến đạo tuệ đó nó, là để thấy rõ là để chứng ngộ tứ thanh đế. À, nó đã trở lại tứ thanh đế. À, để tứ thanh đế để gì? Để mà để cho vi đắc được thánh đạo thánh quả đó. Rồi quả tuệ nó cũng đưa tới thanh đế niết bàn nữa. Cho nên mình có sự liên hệ như vậy đó, thì liên hệ tuần tự. À, vì những người về sau này, ngài Buddha Khô Xả này biết rằng sau này các căn cơ của chúng sanh nó có yếu kém, nó không có năng lực giống như hầu mà thời kỳ mà Đức Phật là thời kỳ đó, mà các vị có đầy đủ ba la mật rồi, nên khi sự nghe rồi chứng ngộ rất dễ dàng. Nhưng mà về sau này nó phát hành phát theo sự tuần tự của cái biết sự đi mắt gì nữa, mà qua tuần tự biết sự nó mắt thì phải qua tuần tự các cái 16 cái trí tuệ mà thuộc thiền tuệ gì đó, nên khi mới chứng ngộ. Thì cuối cùng đó, khi mà đã đến đạo tuệ đó, thì là chứng ngộ tứ thanh đế. Thì nó trở lại vấn đề mà tham ai trong cái bài kinh đầu là các cái Đức Phật là chứng ngộ tứ thanh đế. Rồi vị Cô Đa Nhã là người đầu tiên cũng chứng ngộ tứ thanh đế. Nó có sự liên hệ, có sự liên hệ như vậy đó. Nhiều khi liên hệ nó phải trải qua một tiến trình từ thực hành đến giới, rồi qua định, rồi qua tuệ. Nhưng qua tuệ này nó cũng bắt đi từng giai đoạn qua 16 cái tuệ thì mới đạt đến cái chỗ mà chứng ngộ tứ thánh đế được. Còn cái trường hợp của ngài Cô Đa Nhã thì chỉ thiết cái bài Tham Ma Chặt Của Bà Đa Sư trình bài tứ thánh đế thì ngài đã chứng ngộ được, vì ngài là người mà đầy đủ ba la mật. Ba la mật rồi. Thì đó là khi Đức Phật biết rõ, nên chỉ trình bày như vậy là ngài có thể chứng ngộ tứ thánh đế được. Tuy nhiên cái từ mà chứng ngộ đạo quả nước bạc trước tiên phải để chứng ngộ tứ thánh đế thì mới đạt đến đạo quả nước bạc. Đại vì nó câu hỏi nó quá rộng đi, thì chỉ tóm tắt một chút vậy thôi. Câu hỏi nó quá rộng cho nên thì cũng tạm giải như vậy đó. Kính bạch đại đức, xin cảm ơn thầy đức đã có lòng từ bi giảng giải sâu rộng, và cũng xin đại đức làm ơn thầy ngày làm ơn cho trót gọt cho trên. Xin đại đức từ bi chỉ dạy thêm những cái điều mà còn thắc mắc cũng vẫn trong câu hỏi này, chứ chưa dám qua câu hỏi thứ ba. Vẫn trong câu hỏi thứ hai này mà khi nghe thầy đức vừa chỉ giáo, tự nhiên chúng tôi cảm thấy có một cái sự hơi thắc mắc này là về cái phương pháp và về cái bảy pháp thanh tịnh, là tự như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh và phản kháng tịnh. Thì các bảy pháp thanh tịnh này dù rằng theo từng từ giới định tuệ, ví dụ như là giới tịnh là thuộc phần giới, là tâm tịnh trên phần tịnh, từ kiến tịnh sẽ đi thuộc về phần tuệ. Nhưng mà trong bảy pháp thanh tịnh này thấy tứ niệm xứ không có chân đứng trong đó, thì như vậy cái câu nó e cái chân nô mắc cô tứ niệm xứ là con đường duy nhất có gì tương phản nhau không? Vả lại với cái phương pháp chỉ dạy của Đức Phật thì dạy về cái tuệ học trước rồi mình định mới tới cái giới mới tới định. Nhưng ngược lại đệ tử của Đức Phật là như ngài Sariput hay là gì Chan Buddha Khô Xả sau này
thì sửa lại công thức đó, tức là dạy giới trước, định và mới tới tuệ. Đến đổi sau này, con luôn thí dụ, giới định tuệ giống như ngôi nhà có ba tầng. Giới như là cái nền thì phía dưới, định như là cái phần giữa, tuệ là cái chóp cao. Không thể nào và cần cái có cái bỏ cái ngôi nhà dưới hay là cái nền dưới mà cần hai tầng trên, không thấy được, phải có từ giới đến định đến tuệ. Nhưng trong khi Đức Phật ngài thiết thì bát chánh đạo thì chánh kiến chánh tư duy thuộc về tuệ, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thuộc về định. Thì như vậy không phải Đức Phật dạy giới định tuệ mà ngài đã dạy tuệ định tuệ giới rồi mới định. Như vậy thì hai cái phương cách giảng đạo như thế này giữa Đức Phật và đệ tử Đức Phật có đổi lại công thức ấy có gì ta hại không? Và giả sử như nếu như Đức Phật ngài dạy vậy nhưng mà sau này tùy căn cơ mà có thể sửa đổi được, vẫn có ứng nghiệm, miễn là những chi pháp đó dù nó đem trước sau cũng không hại gì. Thì giả sử như Đức Phật ngài thuyết về tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, khổ là cái quả mà ngài nói trước, và tập là cái nhân mà ngài nói sau, và diệt là cái quả ngài nói trước, đạo là cái nhân đưa đến cái là cái quả nhân thì ngài là nói sau. Thì nếu trường hợp tùy căn cơ, giả sử như chúng ta bây giờ tiếp là tập khổ đạo diệt có được không? Vì Đức Phật dạy về giới và định, trong khi sau này thì đệ tử ngài dạy giới định tuệ. Như vậy mong đại đức từ bi giải thích dùm những cái điểm này chúng tôi nghi ngờ, và cũng mong được cho chư Phật tử nhất là giải trừ cái sự nghi ngờ cho cái giới hành giả sau này, mong đại đức từ bi chỉ giáo. Để giải về câu thứ nhất, okay, nên lần sau tôi cứ tính hồi quỳ nghe sư cứ hỏi câu nào là câu đó, nó nhiều câu quá tôi cũng nhớ hết để mà trả lời. Thôi để tôi nhớ câu thứ nhất là nói về cái tu, về cái pháp mà bãi thanh tịnh, bãi thanh tịnh có liên quan gì vấn đề mà tứ niệm xứ không ha? Câu đó để tôi trả lời câu đó. Bao cần có trong cái bãi thanh tịnh đó thì cái giới nó với cái định đó thì nó không liên quan rồi, nhưng mà riêng về tuệ nó thì trong đó tất cả bắt đầu từ cái tuệ thứ nhất đó, hay là cái là về trí kiến thanh tịnh đó, thì trí kiến thanh tịnh này là cái quả, một cái nhân đó là cái tuệ thứ nhất, cái đó là nam ma rupa vi thế thế gian đó, nghĩa là cái trí tuệ mà phân biệt được rõ, biết rõ danh pháp và sắc pháp. Rồi từ đó nó từ cái tuệ đó nó mà để cho đến cái sẵn khảo của đề khả gian đó là có một cái đối tượng duy nhất đó là danh pháp và sắc pháp mà thôi, chứ không còn cái. Cho đến khi mà Uttara Phujan á thì cái mới đó mới là niết bàn làm đối tượng. Cho nên từ cái nama rupa vi thế gian cho đến là cái tuệ thứ nhất, cho đến cái tuệ thứ ta rồi cái tuệ tới cái thứ anuloma gian á, không biết là thứ mấy đó, thì nó là có đối tượng, đó là danh pháp và sắc pháp làm đối tượng. Rõ ràng như vậy đó. Bây giờ để xét qua vấn đề mà tứ niệm xứ thì có sự liên hệ gì với cái tứ niệm xứ thế này, trong cái niệm phần mà niệm thân đó, cái đàn niệm thân đó thì nó là thuộc về bằng sắc pháp, bằng sắc pháp. Vì trong niệm phần này nó thuộc về sắc pháp. Còn cái phần mà niệm thọ đó, phần niệm tâm đó thì nó thuộc về danh pháp. Còn cái phần mà niệm pháp đó thì nó cả danh pháp và sắc pháp. Cho nên tứ niệm xứ nè, nếu mà nói cho nó gọn nè lại nè thì nói cho mình nó rộng đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hai đồng đó là cái pháp, niệm sắc pháp và niệm danh pháp, nó chỉ có hai thôi. Như vậy thì khi mà qua về vấn đề mà ví dụ như vậy
thì nó có bảy cái mà. Thì qua đến cái là tiêu chứng thanh tịnh á, thì nó là thấy rõ danh pháp và sắc pháp thanh tịnh, nghĩa là không có phải là người, không phải, không phải là đàn ông, không phải đàn bà gì đó. Thì danh pháp sắc pháp này không có, nó không có ngoài tứ niệm xứ rồi đó. Thì tứ niệm xứ đó thì nó nếu mà nói nó niệm thân, niệm thọ, niệm tâm pháp, hay là nói cách khác, niệm thân này nó thuộc về sắc pháp, còn niệm thọ, niệm tâm nó thuộc về danh pháp, còn niệm pháp này nó thuộc về danh pháp và sắc pháp. Thì niệm pháp trong này nó có chữ ngũ uẩn, thì ngũ uẩn thì không có danh pháp và sắc pháp, hay là có 12 xứ thì nó có danh pháp và sắc pháp. Hay là năm pháp chướng ngại nó thuộc về danh pháp, còn cái thất giác chi nó thuộc về danh pháp, còn từ tứ thánh đế thì nó là cả danh pháp sắc pháp, thì nó không ngoài tứ niệm xứ được. Cho nên dù có hành theo tiếp thu trí tuệ, tiếp thu trí tuệ này nó có nó, nó thanh lên được, nó thanh tịnh được, thì cũng có biết danh pháp và sắc pháp. Cho nên đó là một sự tương quan, cái sự mà liên hệ giữa bảy pháp thanh tịnh, hải pháp thanh tịnh, nhưng mà đây là nói là năm pháp thanh tịnh, nghĩa là từ cái giới và giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh nghĩa là định thanh tịnh, thì ngoài còn năm cái đó với cái bốn cái tứ niệm xứ là nó có sự liên quan mật thiết nha, không có một cái, không có một sự khác biệt nào hết. Và vấn đề nó bây giờ hỏi tình câu như vậy là đại đức có cái chỗ nào thắc mắc không? Kính bạch đại đức, thật ra hồi nãy thì chỉ có một câu hỏi nhưng phân ra nhiều thế. Phân nhiều, đại đức thì tiêu phân qua thứ hai. Như vậy là dạ bà Tư Đức Như á, vậy là đại đức trả lời cái vế thứ đầu, tức là trong phần thanh tịnh vẫn có liên quan tứ niệm xứ, nhưng mà còn cái vế thứ sau là giới định tuệ. Giới định tuệ, trong cái phần mà giới định tuệ á, thì theo cái tuần tự mà tiến hành á, là ta hành giới trước rồi hành định là hành tuệ. Phải theo thì tiến hành như vậy thì mới đạt đến đạo quả niết bàn được. Còn riêng về trong bát chánh đạo nè, thì Đức Phật lại thuyết là chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nên là thuộc về giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm mà chánh định nó thuộc về định. Sao mà không có một sự thứ tự như vậy? Thì điều này nên nhớ rằng trong cái bát chánh đạo này đó là nó thuộc về siêu thế pháp, chứ không có thuộc về mà thế gian pháp. Nó thuộc về pháp siêu thế, đã thuộc về siêu thế pháp rồi. Siêu thế pháp nghĩa là cái pháp mà siêu thế giới pháp, nghĩa là cái pháp mà đã đắc đạo, đắc thánh đạo thánh quả rồi. Thì thường thường nó, thông thường nó bắt chánh đạo không thế nào mà nó phát sanh ngay cùng một lần được. Bình thường thì các những cái pháp mà dục giới hay là sắc giới nữa, dục giới thì không thế nào hết, thì nó có cái bắt chánh đạo tròn đủ như vậy. Mà bắt chánh đạo mà nó phát sanh lên đồng thời có tám chi như vậy đó, thì cái pháp đó nó thuộc về siêu thế giới pháp, mà nó chỉ phát sanh ở trong đạo tâm và quả tâm. Mà đã siêu thế giới pháp rồi đó thì cái căn bản nhất là trí tuệ phải dẫn đầu. Dẫn đầu, trí tuệ phải dẫn đầu. Nếu mà có trí tuệ đó, mình chánh có chánh kiến rồi đó, thì cứ mới có chánh tư duy được. Thì tư duy mới đúng được, với trí tuệ đúng rồi thì tư duy cũng đúng. Mà khi tư duy đúng rồi thì chánh ngữ cũng đúng. Mà khi chánh ngữ đúng thì chánh nghiệp cũng đúng. Mà khi chánh nghiệp đúng này thì chánh mạng cũng đúng. Mà khi chánh mạng đúng đó, thì chánh tinh tấn cũng đúng. Mà khi chánh tinh tấn đúng rồi thì nó chánh niệm cũng đúng. Mà khi chánh niệm đúng thì chánh định đúng. Là theo cái ở cái trong cái pháp mà thế gian á, ở cái pháp mà siêu thế giới đó, thì lấy trí tuệ làm đầu, dẫn đầu các pháp. Mà nhờ mà trí tuệ này là chi, trong cái chánh kiến này nó có nghĩa rằng chứng ngộ tứ thánh đế nè, nghĩa là chứng kiến luôn rồi. Ở đây là chứng ngộ thánh đế, là chứng ngộ cái gì, chứng ngộ khổ thánh đế nè, chứng ngộ
tập thanh đế này chứng ngộ diệt thanh đế và cháu nghệ chứng ngộ đạo thanh đế rồi à, thì nó phải là dẫn đầu trong cái bát chánh đạo. Còn cái bí thư tiết diệt nữa à, trong cái bãi pháp thanh tịnh á là phải đi từng từ, nghĩa là từ ở thế gian pháp, nghĩa là bình thường à, trong cuộc sống như vậy nè, mình vô và tiến hành, cho nên gì phải hành từ giới rồi đến định rồi cái tính tuệ theo cái thứ tự của nó có những cái pháp mà khác biệt vậy đó, khác biệt như vậy đó. Đại đức đã vừa làm chưa hay là còn một cái gì nữa? Bạch đại đức, với như ngài thì bậc Mahavinita là đại trí tuệ thì chắc là ngài giải thích thành ra rồi. Nhưng về chúng tôi thì hơi kém trí tuệ, do đó tuy rằng đại đức đã nhã ngọc phun châu hết sức giải thích, nhưng mà tại sao nó còn vẫn còn hết thắc mắc này tới cái thắc mắc kia. Mong đại đức vì những cái vị e đàn em út ngây thơ thiếu trí tuệ, đại đức cũng không có nể cái tuổi già sức yếu, mong ngài từ bi để giải thích thêm. Là bởi vì như khi nãy mà đại đức vừa nói giải thích á, là trong phần bảy pháp thanh tịnh về giới và định thì không có liên quan về niệm xứ, nhưng mà phần tuệ thì trong đó có liên quan về niệm xứ à, như vậy thì vẫn đưa đến được à, cái câu mà hồi nãy chúng tôi hỏi đại đức tại sao Đức Phật mà ngài nói tuệ trước khi các vị đệ tử ngài nói giới trước, thì như vậy nó có cái sai gì không? Thì điều này là gì? Theo cái thiện ý của chúng tôi thấy là hình như trong giới vẫn có liên quan tới niệm xứ, là vì gì thấy như thế này. Vì tứ thanh tịnh giới của bốn cái giới thanh tịnh đó là giới bổn thanh tịnh, vì cái lục căn thu thúc thanh tịnh, vì cái chánh màng thanh tịnh, về cái quán tưởng thanh tịnh, thì trong giới bổn thanh tịnh do nhờ đức tin, trong cái phần mà thu thúc lục căn thanh tịnh do nhờ cái niệm hay là cái sát tế, trong cái phần mà nuôi mạng chân chánh hay là chánh mạng thanh tịnh thì nhờ sự tinh tấn, và trong phần quán tưởng thanh tịnh thì nhờ cái trí tuệ. Như vậy thì bốn cái phần giới của tứ thanh tịnh giới này nó có cái thu thúc lục căn là có niệm trong đó, thì như vậy trong phần giới vẫn có niệm xứ trong đó. Và như vậy thì thấy rằng cái phương pháp về giới tịnh tuệ này vẫn có liên quan, nhưng mà vì thấy rằng Đức Phật ngài giải sự giải bát chánh đạo cho cái tuệ đi đồng, còn các vị đệ tử của ngài dù là ngài Sariput xem như là đồng thời đương thời với Đức Phật, khởi đầu bằng bài kinh Trạm Xe, và sau này ngài Buddha-khô-sắc làm bộ chú giải quý xuất trí mắt, thì vẫn căn cứ vào bài kinh Trạm Xe đó giải thích về bảy pháp thanh tịnh lấy giới định tuệ, khiến cho sau này người ta có sự nghe xây dựng lên một lối lý luận rằng tu phải có giới định tuệ từng bước như bác ngôi nhà ba tầng, mà nếu thậm chí có lời kích bác rằng nếu bỏ giới bỏ định mà đề cập đến định tuệ thì như vậy chẳng khác nào lấy cái căn nhà tầng trên mà bỏ phòng dưới không thể được. Thì như vậy cái lối lập luận của chúng ta hiện tại bây giờ có phải có phạm được điều chống đối cái lối về giảng pháp của Đức Phật hay không? Vì Đức Phật ngài dạy thì tuệ trước, ngài không đề cập đến giới, đó là trường hợp về phương diện giáo pháp chứ không nói đến phương diện đắc đạo. Vì nếu thuộc về đạo đế là trong tâm đạo như đại đức chứng tiếp đi nãy đó, thì điều này chúng tôi cũng được biết, trong khi đắc đạo quả thì cái tâm đạo sắc chỉ có một sắc na, rồi đạo đế đó,
thì một sát na đó thôi, thì trong đó họ là không cần nói rồi. Nhưng trường hợp là giáo pháp, phương pháp để dạy giáo dục, để dạy dỗ, để huấn luyện, để tu tập, thì Đức Phật Ngài đề cập tới tuệ trước, rồi mới tới giới, mới tới định. Sau này đệ tử của Ngài, dù là Ngài Sariput, thì lại giới, rồi mới định, mới tới tuệ. Do đó có những điểm nghi ngờ môn đại đức từ bi xác định và cũng như minh chứng điều này cho rõ ràng để cho chư Phật tử không còn điều thắc mắc. Xin đại đức từ bi. Thì tôi cũng nhắc lại vấn đề đó, vì trong cái bát chánh đạo nó thì nó có tám chánh, thì cái tám chánh nó thuộc về siêu thế giới pháp, chứ không phải là cái phần cái pháp thế gian. Mà siêu thế giới pháp đó thì lấy trí tuệ dẫn đầu, thì nên có những cái chánh pháp theo sau đó là chỉ theo sau thôi. Còn cái phương pháp mà tu tập đó thì đâu có thể mà về tu tập từ cái siêu thế được. Tại vì phải tu tập là từ cái pháp mà thế gian, thì thế gian thì phải bắt đầu từ giới định tuệ theo tương tự nữa. Mà thế không có thể nào mà, vì giới này nó làm nền tảng cho định, mà định này nó làm nền tảng cho tuệ. Nên là những cái này nó có sự liên hệ mật thiết, nghĩa là làm có những cái làm duyên cho cái duyên cho nhau, rồi không thế nào mà ấy thế. Thì đó là cái nhấn mạnh lại cái vấn đề mà bát chánh đạo đó. Thì bát chánh đạo mà Đức Phật trình bày đó là cái thuộc về cái siêu thế, chứ không phải là thuộc về thế gian. Cho nên siêu thế này là lấy trí tuệ nó dẫn đầu. Cho nên cái sự tuần tự như vậy. Còn mình cái tiến hành á thì là bắt đầu từ giới định tuệ. Phải theo cái sự thứ tự của giới định tuệ. Rồi để chỉ cần tu tuệ. Thí dụ như phát sanh lên 8, 9 hoặc 10 hay 16 cái tuệ của Vipassana, thì như vậy có sự tương phản mâu thuẫn nào với nhau trong những cái phương pháp tu tập này? Nếu như căn cứ những phương pháp trên thì pháp nào cũng đưa đến giác ngộ giải thoát, cũng như lời Đức Phật Ngài thí dụ nắm lá cây, là những pháp nào đưa đến giác ngộ Niết Bàn Như Lai mới giảng thuyết, những pháp nào không đưa đến giác ngộ chính trí Niết Bàn Như Lai không thuyết? Thế thì có rất nhiều phương pháp, chứ không phải chỉ tứ niệm xứ, mà gọi là Ekadhyanamrita là con đường nhất. Đó là những cách mà gần đây chúng tôi rất khó giải quyết cho thỏa mãn chư Phật tử với những sự nghi ngờ do dự kể trên. Kính mong đại đức từ bi chỉ dạy dùm cái điểm thắc mắc trên. Xin đại đức từ bi chỉ giáo. Cái điều mà trước tiên là giải về cái chữ Ekayanoi trong cái sâm yamakho này nè, thì đây là một cái câu đầu của một cái bài tứ niệm xứ để nói về tứ niệm xứ chứ, nghĩa là tất cả những bậc thánh chứ không còn con đường nào khác hơn thế nữa, không còn con đường nào khác nữa. Cho nên do đó mà Đức Phật là Ekayanoi trong Đức Phật, đây là một con đường duy nhất, con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ. Cái như vậy thì cái duy nhất này nó là cái để chi? Ở trong cái đoạn đầu của cái bài kinh này nó Ekayanoi trong Đức Phật mắc khô sạch ta năng bồi sự diya số cả bồi đề quan năng bậc chấm mi sau mặt cơ mai giác đúc cả đồ manasa năng thành cả thắng cơ mai giác nhà nó sa thì cơ mai giác ni pan nasa sạch chi kriya na gia đi đang chặt ta ro sự diệt thana. Có nghĩa là này chi bị tiêu, đây là một con đường duy nhất mà sắp tấn đại cho nghe tất cả chúng sanh. Đây là có nghĩa là từ chư Phật, chư Phật là chư độc giác Phật hay là thinh văn Phật nữa đó, được sự trong sạch và sự thanh tịnh trong sạch của thì phiền não, và diệt những cái sự mà sầu não
và làm dập tắt những cái sự đau khổ thân khổ tâm và chứng ngộ đạo thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn pháp, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân, là niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ngoài cái niệm thân mà niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp ra nữa, thì không còn con đường nào khác mà để mà đưa đến cái sự mà chứng ngộ đạo quả niết bàn, nói một cách pháp định như vậy đó. Mà có tứ niệm xứ này cũng như chỉ có khi mà Đức Phật, khi mà thành Phật rồi đó, thì Đức Phật mới dạy tứ niệm xứ. Đó là cái theo cái bài kinh mà Maha Sati Patthana đã sưu tập. Tứ niệm xứ. Tôi hỏi đây, cái này nó gọi là một con đường, đường này là nghĩa gì? Là con tứ niệm xứ này mặc dù niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm niệm pháp thì nó cũng đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Nó cùng niệm thân cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, niệm thọ cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, niệm tâm cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, mà niệm pháp cũng đưa đến sự chứng ngộ niết bàn. Cho nên gì nói là đó là một con đường duy nhất. Là Đức Phật thuyết ở trong Kuru. Tứ niệm xứ này tất cả nó có 21 pháp. Là niệm thân nó có 14 pháp. Thứ nhất là niệm về hơi thở, thứ hai nữa là niệm về tứ quan duy, thứ ba nữa là niệm về những cái quan duy nhỏ, thứ tư nữa là niệm về 32 thế cược, thứ năm nữa là niệm về tứ đại, và chín cái còn lại đó là niệm về tứ thi. Thì đó là 14 cái đề mục ở trong phần niệm thân. Qua cái phần niệm thọ đó thì nó có một đề mục, nhưng mà nó chia làm chín phần. Nghĩa là cái thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Rồi trong nó cái thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc nó có cái nhá, có cái thì nó hợp với ngũ trần, có không ba cái nó hợp ngũ trần, ba cái không hợp ngũ trần, cho nên tóm lại nó có chín cái. Còn về niệm tâm đó, cái một phần, nhưng mà trong nó có chia ra làm 16 cái loại tâm. Nên là tâm tham, tâm không tham, tâm sân, tâm không sân, tâm si, tâm không si, tâm phóng tâm, tâm định tâm gì nữa, còn vẫn có 16 rồi. Còn về một cái phần mà niệm pháp đó thì nó có năm phần. Cái đầu nó là niệm về năm cái pháp chướng ngại, Nivarana. Rồi sau cái thứ hai nữa là khánh thái, nữa là niệm ngũ uẩn. Thứ ba là Ajatana là niệm về cái 12 cái xứ đó. Rồi thứ tư là niệm về cái bảy cái pháp đó là thức giác chi. Mà thứ năm đó là niệm về sạch chạp, nghĩa là bốn cái pháp nữa là tứ thánh đế, nghĩa là khổ, tập diệt đạo đó nè. Thì trong cái tứ niệm xứ nó có tất cả là 21 chỉ đề mục chính vậy nè, cái phần chính vậy nè. Thì Đại Đức Giác Chánh nêu ra là trong cái lần đầu tiên mà Đức Phật mà thuyết pháp đó, thì thuyết pháp về Thamacchakkappavattana Sutta thì nói về tứ thánh đế. Thì nói thì tứ thánh đế đó thì nó là một trong năm pháp của thần niệm pháp. Như vậy thì nó đâu có ngoài tứ niệm xứ. Cái Thamacchakkappavattana Sutta nữa đó, thì Đức Phật thuyết về tứ thánh đế, nó là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Mà trong cái hai ngàn cái đề mục đó thì nó cũng nằm ở trong cái phần mà niệm pháp. Cho nên không có cái pháp nào mà quý vị mà chứng đắc đạo quả niết bàn mà ngoài tứ niệm xứ ra không có. Có khi Đức Phật thuyết một cái tấm tắc hoặc là khai triển mà thôi, chứ còn không thấy ngoài cái tứ niệm xứ ra mà có thể chứng ngộ đạo quả niết bàn được không. Đức Phật xác nhận là Ekayanoa Yambikawe, đây là một con đường duy nhất. Đây là một con đường duy nhất là vậy đó. Nghĩa là ngoài cái tứ niệm xứ ra thì không có con đường nào khác để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Đó là giải về cái phần Ekayanoa Yambikawe mất rồi, con đường duy nhất đó. Rồi nói qua vấn đề mà pháp Thamacchakkappavattana Sutta nên đó, thì nó nằm ở đó. Rồi Đại Đức hỏi về vấn đề thứ hai là vấn đề mà Vitthu Thích Kệ là muốn so sánh với những cái phương pháp Đức Phật
Ngài giải về tứ diệu đế, bát chánh đạo cho tới tứ niệm xứ, xem như là một loạt về những cái câu của Đức Phật, rồi so sánh qua bảy cái pháp thanh tịnh. Bảy pháp thanh tịnh này kinh bài Định Đức, từ cái bài kinh Cảnh Giới ngày Sa-di-bút, rồi ngày Bồ Tát Khô Sát với cái bộ quy sức thiên mắt. Như vậy giữa cái bảy pháp thanh tịnh này đối một loạt những cái pháp Đức Phật đề cập đến, có phải là hai đạo lộ hay không? Ý muốn hỏi như vậy. Ví dụ như trong cái pháp mà tứ thánh đế đó, thì nó có những cái đạo đế đó. Cái đạo đế là trong đó là bát chánh đạo đó. Thì trong bát chánh đạo nó là cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm mà chánh định đó. Thì trong đó là cái giới định tuệ rồi. Vì cái chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tuệ. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới. Còn với chánh tinh tấn, chánh niệm mà chánh định nó thuộc về định, nó giới định tuệ. Có những sự tương quan giữa tứ thánh đế và bảy pháp thanh tịnh. Chứ bảy pháp thanh tịnh là một cái phương pháp tiến hành theo tuần tự, mà ngài Buddha Khô Xá dựa trên cái bài kinh Sơ Thế Sùng nói về vấn đề mà bảy pháp thanh tịnh này, để thứ nhất là thiết thị vị thứ, nghĩa là giới thanh tịnh, đã chỉ trả với vị thứ, nghĩa là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là trùng đó, là trí tuệ của vị thí, nghĩa là gọi là trí kiến thanh tịnh. Makka nyanatana vị thí, nghĩa là gọi là đạo phi đạo thanh tịnh, nghĩa là biết rõ đây là cái con đường mà giải thoát, là đây là con đường, không phải là con đường giải thoát. Rồi patipatta nyanatana vị thí, nghĩa là đây là một pháp hành để đưa đến chỗ trí kiến sạch. Rồi nyanatana vị thí, nghĩa là đây là trí kiến thanh tịnh. Đây là cái bảy cái pháp này ngài Bồ Tát Khô Xá mê dạy để có thể tiến hành theo tuần tự từ giới, khi giới trong sạch rồi qua quá trình, nghĩa là cái tâm trong sạch, thì tâm trong sạch rồi mới tới tuệ. Thì cái tuệ trong này nó chia làm năm phần, năm phần đó là từ cái thiết thị xuất thị, nghĩa là từ cái tri kiến thanh tịnh cho đến nhà nó thất tịnh ý xuất thị, nghĩa là tri kiến thanh tịnh, pháp hành chỉ cho ra. Thì năm cái pháp này, năm cái thanh tịnh này nó thuộc về tuệ. Thì tri kiến hành theo tuần tự là giới định tuệ, chứ không có gì hết. Lần đầu tiên Đức Phật là không có thuyết về cái này, là vì cái này, vì Đức Phật biết rõ căn cơ của cao quý ngài mà Cô Đơn Nhát. Và thứ hai nữa là tất cả chư Phật đó, trong quá khứ đó, thì cũng bắt đầu cũng là tham chặt của Tathāgata sư Phật, cũng bắt đầu vì cái đạo của bốn cái pháp này nó cũng như là một cái căn bản của Phật giáo, như là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế này nó cũng như là cái pháp căn bản như Đức Phật thuyết gì đó. Rồi có những sự tương quan là thế này, ví dụ như trong cái pháp hành mà về bảy cái pháp thanh tịnh á.